đấy nha mọi người nha, đường trơn nhưng mọi người vẫn đi hội nha, vẫn thích đi hội nha quý vị. Đấy, phải bò bò xuống cái dốc kìa. Chỗ này thì chưa bê tông hết nha, mới dài đá thôi, nhưng mà trời mưa thì nó sẽ bị xói những cái đá đi. Đường đến hội rất là đẹp nha, này sạch mưa luôn. Đây là vườn mận, đến đông xuân thì trắng muốt rất là đẹp. Đấy, các chị bây giờ bắt đầu đến hội đây. Mới đến chưa? Đang trang điểm à chị? Trang điểm xong chưa? Đấy, các chị đang trang điểm để chuẩn bị ra hội nhá. Ở bên trong này các anh đang nhậu đây. Bây giờ là đầu hội nên là chưa hội đó ở bên trên nha quý vị. Đấy, lợn quay đây rất là đắt hàng nha quý vị, đã sắp hết một con rồi. Đang trang điểm vệ sinh chưa chị? Đấy, là son phấn này đánh hết vào. Hôm nay nóng nhờ. Các chị đang trang điểm à? Bôi son phấn đầy đủ vào. Chưa có son lắm. Lại có người yêu ngay nhờ. Chưa có tiền mà mua son lắm. Chưa biết son bán ở chỗ nào. Cái ông còn có đống lên ông xuống quá. Yeah. Quay bên trên thôi. Vâng. Đấy, các chú đang hát xì đây. Chị và các cô. Hát được mấy bài rồi cô? Vâng. Ở đây có đông vui không? Bà chú chưa? Vâng. Hát được bài nào cho các cô? Chưa. Vâng. Chụp với ông nào chả nổi. Đây ông này được không? Đây ông này, và hát ông này đi. Em gái em gái đây này. Có chị đã hát si không? Xấu lắm đi. Không xấu đâu.
Có chị nào hát si không? Đây đây, trong đây có. hát bài nào chưa các cô? Chưa. Có nhiều người mà. Hello các chú chưa? Đấy, nắng lắm nên mọi người vào gốc cây để chú nắng đây, à, cho nó dâm. Hát bài nào chưa chú? Chưa có. Dạ. Vâng. Đấy, ở đây các cô đang ở trên đó dâm đây. Các cô hát si không? Hát vâng. Ừ. Vâng. Đấy cho quý vị, từ đây mới là đông nhau đông nhá. Từ đây mới là trung tâm của hội nhá quý vị. 19 tháng 4 thì hội này sẽ đông hơn là cái hội hội mùng 8 nhá. À mùng 9 nhá. Mùng 9 tháng 1. Mùng 9 này ở bên trên đông hơn ở bên ngược lại nhá. Đặt hàng á, nhờ chỗ này nhờ các cô nhờ. Bán đắt hàng á chị nhờ. Bán được nhiều chưa? Bán được nhiều, được 10 cái thân rồi. Đắt hàng nhờ chị nhờ. Hôm nay hội đông quá nhờ. Các cô có mua khăn áo gì không? Cái đây có gì hi ha ha đây. Cháu lên mới lên. Thế có gặp người yêu chưa? Chưa rồi nhưng mà nó bỏ ra rồi, chả thèm ngó đến nữa. Có nhiều lắm. Ra sớm đấy cơ. Vâng. Em mới đến. Đây, quán này rất là đông nhá. Vâng. Chưa hát à các cô? Đang tìm à? Cô trai
Cháu có cái rồi. Bên này rất là đông nha quý vị. Đấy, hoa quả bán rất là nhiều nhá. Hàng nước rất là đông luôn nhá. Chỗ này rất là mát. Trời lại bắt đầu mưa rồi nhá. Ủa ơi, lại mưa rồi. Vâng. Chưa tìm được bạn trai à? Vâng. Đấy, ô mọi người hát thế này không hát nữa anh nhỉ? Có. Chào các chị nhá. Em chào các chị nhá. Đấy, bây giờ mọi người đi hội rất là đông nhá. Đây rất là đông nhờ. Thank you.
Người nào quay cô ạ? Đi đây các cô hát đi. Ờ, các cô hát bài nào chưa? Hát 2 bài rồi nhưng mà có thấy cháu ở đâu vậy? Đang đi tìm. Hát bài nào chưa cô? Nhiều ha. Hát à chú? Vâng. Chị đi về thôi. Dạ. Về sớm đi. Sớm mà chị nữa về đến nhà 7 giờ rồi. Dạ. Dạ về đến người ngàn nó cũng tối xa rồi. Mà gặp mấy nữa thì ban đầu lắm. Bây giờ mới mấy giờ bạn? 3:30 à? Hát lâu chưa các chị? Hát lâu chưa? Không ra gì nè. Dạ. Em ơi. Đang hay dần rồi. Vâng, chào anh nha. Hát lâu chưa anh? Văn chúng ta ai ơi, hát xong rồi. Hát xong vả luôn. Vâng. Ba đến ba na đâu, ba na na.
cho ta ơi, ta tắp tay ơi. Dạ. Vâng. Ồ, anh ngồi đi, ok. Vâng, vâng. Tôi lạc rồi, cái tiếp theo vậy? Đó, về đây. Vâng. Hát bài nào chưa các chị? Bây giờ mọi người bắt đầu về nên là bắt đầu mua hoa quả về nha quý vị. Lúc nãy chưa mua bởi vì là nó nặng. Bây giờ về để tiện mua về luôn. Về à các chị? Vâng, các ông về hết rồi ạ? Vừa hát được mấy bài rồi các cô? Vâng.
Vâng, em chào các chị nhá. Vâng. Đấy, mận rất là đắt hàng nha quý vị. Mình vừa làm cân đây. Thế thu hết chưa chị? Thu hết chưa? Sao hết không? Ở đây mọi người vẫn còn hát xì nha quý vị. Cảm ơn quý vị đón xem nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Gần 5 giờ. Dân quân hả anh? Không phải. Không phải à? Đảo ngũ. À, đảo ngũ. Lấy vợ chưa anh? Chưa, năm nay 44 tuổi rồi, chưa lấy vợ á?